chửi đồng em đồng là em nắm đầu em quýnh gắn chịu. Đầu cổ á, mặt mày máu không thì nó chạy lũi vô nhà em thì có, em phải cứu. Có quýnh gì không? Trời ơi sao có? Nó quýnh nhiều lần lắm. Chính xác luôn mà. Đâu ở đâu? Không, em nói luôn, em tức em nói luôn. Mến ơi. Mến à. Dạ em kể từ đầu cho tới cuối ha. Thôi nói tóm tắt lại đi anh ơi, kết thúc thôi. Bây để giờ đoàn kết vậy nè, như là em không biết xài điện thoại. Út thấy hồi nào tới giờ là em không có biết xài điện thoại chứ gì phải không? Rồi. Mà như không biết ai lên mạng làm gì làm. Bà luộc bà có vàng em cũng không biết. Mà như vụ vợ nó là hồi đó tới giờ là uống rượu rồi quýnh rồi đi rồi gì làm em cũng rồi thôi, mình cũng không bỏ qua đi. Rồi á là lên TikTok này nè, là như bữa đó đó là chú Sanh xuống đây, rồi chú Sanh qua bên bả, rồi không biết rồi đi dài dài đường bắt kêu đi hỏi gì đó, rồi nói rồi cái bắt đầu bả về, cái bả mới đứng đó đó, đứng ngay chân em nè, bả mới nói mẹ đồ thứ con quỷ từ trên xóm dưới không ai chơi với mày. Kêu ngay em hay là kêu, chửi phòng lâm? Kêu, đứng chửi kêu vậy luôn đó. Bởi vậy là, em không? Tại vì nói là Hoàng Sanh nói với bà là cái cô gần nhà tung tin, như là khắp tung tin cho. Nghĩa là cô Lụa nói là Hoàng Sanh nói là người gần nhà rồi. Cô Lụa là nghi ngờ gì đâu. Cô Lụa nói cô không có nói phải không? Để chờ chú nói. Đó, nói thời đó tức tung tin lên. Rồi là ngày rồi ngày nào cũng chửi hết. Chửi lên trên kênh chửi em luôn mà. Rồi cái thôi em cũng không nói gì. Cái bữa mùng 10 á là em đi khui hụi thằng Nhàn á, em mới vừa lại tới cái đi trời cuối 6 à. Nó đi ở trong quán Út Liệt nó đi ra. Đồ mẹ mày á, ba bữa nữa công an cộng đồng mày chích đỉ mẹ mày, mày lên TikTok mày nói xấu bà già tao không có vàng, không có gì hết. Bữa đó nó có uống rượu không thằng cái thằng em đó? Em thì em cũng không dám dò mặt luôn. Bây giờ nó em nói thiệt chứ anh Út, bây giờ em cũng không dám dò mặt luôn. Rồi á thôi em mới về nói với ông Liêm. Ông Liêm ơi, nhà nó chửi tôi, cái ông Liêm nó nói trời ơi nó mới lại tôi, nó quậy với tôi nè, nó cười tôi mới kêu thôi mày đi về đi. Thì thôi em cũng bỏ qua, em nói thiệt chứ anh Út em đi đánh lắm, biết mỗi ngày à. Sáng là em đi đánh rồi. Mà em yêu cầu bà Lụa bà đừng có chửi em. Không, cái đó là em nói thiệt, chửi tục tiểu rồi nên này rồi đi nói xấu em rồi này kia nọ rồi em đâu có chịu nổi. Anh Liêm về anh Liêm đấy. Mày á, bởi vậy người ta chửi mày hoài vậy, mày ngu, mày này kia nọ. Rồi em nói nút nghe bây giờ á, chị Tư, bây giờ con cầm mà thằng An nó quýnh con cầm như vậy chạy qua nhà em thì em thấy như anh Út cũng vậy, nút cũng phải cứu. Đi thí dụ đầu cổ á, mặt mày máu không thì nó chạy lũi vô nhà em thì có, em phải cứu. Có quýnh gì không? Trời ơi sao có? Nó quýnh nhiều lần lắm. Chính xác luôn mà. Rồi á, nó mới là bữa đánh, đó đánh là đánh cái chập đi này hay là đánh chập nào là đúng hoài luôn chứ không có chập đi gì hết. Rồi ngày 15 tháng 15 là 19 nó đi đó thì nào nó ngay là quýnh là cái quần của nó, em nói nó bằng cái quần xà lỏng vậy nè, là đúng nó chạy là em có vô coi lịch chính xác luôn, như là ngày 19 luôn hả? Tại vì 19 nó đi là ngày 15 nó qua em nè. Có lịch gì thì ngày 19 nó đi là ngày 15 nó qua em nè. Chính xác, em nói chính là xác ý luôn. Anh muốn hỏi là em có chính xác luôn. Nó đúng ngày là đúng giờ nó chạy, không nó chạy qua nhà em. Rồi em kể anh nghe là em không có chứa nó đâu, nó chạy vô nhà tắm em nè. Cái nó mới nói gì nè, có con kệ Hăng em về nữa. Nó nói chị Hăng ơi, chị Hăng với thím Liêm gán cứu con lần này nữa là thôi. Em mới nói không, tao không cứu mày tại vì tao dẫn mày đi trốn. Mà chở là bà già chồng mày đi rước mày về, mày nói bà già chồng mày cho bà già chồng mày chửi tao quá trời à. Bây giờ chú Liêm rồi không có cho chứ. Cuối cùng là đánh đợt đó là bà già chồng cũng có đi rước về. Có đi rước. Thôi giờ gì đi, anh nói tóm lại rồi. Bây giờ nè, giữa tình làng nghĩa xóm. Đúng rồi. Anh Út ở đây là em biết anh Út sống. Dạ. Rất là chân tình giữ gìn từ xóm ấp cho cô mình bác ha. Dạ. Là rất chân thành yêu thương. Kẻ đau người bệnh chết chóc hoặc giả gì đó mình cũng phải ráng tiếp nữa. Đêm anh để máy nghe trực là anh đi xin hòm xin gương cũng vẫn làm. Dạ. Có các thầy nguyện luôn. Tôi nguyện, anh gia đình. Nguyện anh à, mà ở gia đình em út bây giờ nghe lời anh. Dạ. Anh nãy có lan lụa rồi. Dạ. Nếu em nói không chính xác, nói trên vấn đề nghe tiếng đó, cũng dạ, như nghe cải lương mà dạ, nghe nghệ sĩ nào vậy, nó hát giống dạ, giọng dạ, lắm. Dạ. Bỏ qua bên đi, thương dạ, anh Hoàng Sanh nó làm chương trình rất tốt để giúp cho bà con.
không mang lên đây để mình cãi với nhau. Nó mất đi sự đoàn kết, em tốt, em tin rằng em sẽ tốt. Rồi, còn người kia xấu sẽ tin vào cái chỗ người ta xấu, nó có kết quả sẽ báo ứng. Bây giờ nói em xấu mà em tốt, rồi ai mà tin cái người nói xấu em? Anh không, anh còn anh xem lại. Bây giờ nghe là nốt nè, bỏ hết đi. Bây giờ giữa hai chị em hiểu lầm nhau. Thôi mọi việc này thì mình rút kinh nghiệm, mai mốt thôi không chuyện gì nữa, mình không nên gì hết. Bà có nói gì bà nói. Cũng như bây giờ nè, người ta đem cái đồ cho mình mà mình không nhận thì bây giờ người ta thấy người ta khiên về thôi. Chứ mình mang khi mình nghe chỗ này chưa đâu. Em bây giờ em xin nói ha. Bây giờ em bức xúc. Bức xúc là do cái gì? Em bức xúc bây giờ như lấy thí dụ bà Lụa, bà là làm mẹ chồng ha. Bây giờ lấy thí dụ con Cầm, nó có lỗi gì với bà, bà kêu nó thẳng ngay, bà la nó, bà đừng có nên bà đi nói xấu nó. Cái thứ nhất. Cái thứ đó cái vợ của bà rồi đó, thôi em bỏ đi. Không, không, em không chịu là chúng cái thứ nhất. Chúng nghe, chúng phân tích chưa? Cái thứ nhất, cái thứ hai, lấy thí dụ bà có vàng bà đeo không? Anh thấy bà đi đám cưới bà có vàng bà đeo không? Người ta có vàng ta mà đeo. Bà nói bà không có vàng, ở đây là nói xấu bà là bà không có vàng, bà nghèo. Không, em nói em phải bức xúc. Cái đó là em bức xúc thiệt. Rồi cứ nói hết đi rồi chứ. Rồi. Cho nghe. Lý thí dụ. Dạ. Bây giờ cái chuyện cái gì có thì bà bây giờ bà bậy, bà cũng phải có một phần bậy anh đốt. Chứ bà đâu có tốt hết. Anh phải là cái này tôi cũng có bậy một phần, con dâu tôi bậy một lạc phần, con tôi bậy một phần, cái này là dồn về cho con Cầm hết là em không đồng ý. Cái đó em nói thiệt, mình làm con người cái gì mình có thì mình nói, còn không có mình đừng có nên mình nói vậy. Nó, em nói rồi rồi chưa? Á đây nè, rồi cái chuyện á bả đuổi vợ thằng nhà đi đó, đi lại nhà một đâu ở đó đi. Không, em nói luôn, em tức em nói luôn, đi lại nhà bà Út Đấu á, ở đẳng cả tuần lễ đó, là bà tốt với con dâu hay bà hoặc là bà xấu với con dâu? Không, cái đó là bà tốt với con dâu. Người trong cuộc có hiểu được dâu. Người trong kẹt có nhiều khi con dâu có những cái nó cũng không có ngẫu nghịch. Con nhỏ này là người miền Trung là nó rất là tốt, nó thiệt luôn. Muốn thì nó chưa, bao nó giờ chưa nó ở trong nhà mình là, thôi bây giờ anh em hả? Không, con nhỏ vợ nhà là nó rất là tốt. Anh trai rồi á, quýnh nó rồi nó bỏ, quýnh nó rồi nó bớt xúc quá nó bỏ nó đi về thì xứ nào. Bây giờ anh nói một câu nè, bây giờ chú Út nói mang tính rồi. Anh nói một câu nè, bây giờ em thấy như Lụa gì nó được cái hiệu quả tốt không? Em biết không, có hai em biết hết á, em biết hết mà đừng thôi bây giờ anh nói gì nè, em cũng tích lại cái phần khẩu đức đi dạ, ha. Dạ. Không nên nói phê phán ta nữa. Mình sẽ còn có cháu em hai đứa gái không à? Dạ. Thì cũng em có thằng nghĩ trai. Vậy đó, em suy cũng nghĩ có vậy thằng đó. Trai. Dạ, em suy rồi nghĩ em cũng vậy sẽ đó. Có dâu nè. Dạ. Thôi giờ mình bỏ đi. Người ta làm không đẹp thì người ta đã hưởng kết quả không đẹp rồi. Đúng rồi. Bây giờ em cứ ném mà nói ra tốt xấu gì hoài chi. Dạ, bỏ. Em nghe biết, em biết hết á mẹ em tức. Bây giờ nghe là nốt nè. Mọi người làm việc gì họ gieo cây đó họ sẽ bẻ quả đó. Mình cứ trồng quả ngọt rồi mình sẽ cho cô bác trái ngọt, mình hưởng quả ngọt vậy thôi. Anh Út thấy hồi đó tới giờ anh Út thấy em với anh Liêm đó mà em tức là em bức xúc là cái vụ mà nói Hoàng Xanh nói với tao vậy rồi đi chửi em qua nhà em chừng nào gặp Hoàng Xanh đấy. Thì đó em mới gặp nè, em mới gặp nè. Chú nói với Hoàng Xanh nè, nói với Mến nè. Dạ. Khi nào một con người người ta làm trên vấn đề nhân nghĩa không có thốt một lời bậy đâu. Trước khi người ta muốn nói ta suy nghĩ nhiều đúng lần lắm, uống lửa 5-7 lần em nghĩ. Rồi xác định cho kỹ rồi bắt đầu mới dùng từ nhẹ nhõm xây dựng bà em con. Em suy nghĩ vậy nè anh Út. Cô Mến, nếu mà cô Mến bức xúc á, thì cái đó cũng Mến như là chưa có nghe được lời Hoàng Xanh. Đúng rồi. Gặp Hoàng Xanh tại vì đâu có biết câu cái gì đâu mà gặp. Thôi, gì mà đi. Gọi điện cho con gọi qua không được. Rồi đó em á, nói gì vậy. Bị lạ quá mà đâu có dám tiếp nhận cà phê. Cô Mến đừng có bức xúc nè. Chú Út xác nhận là rồi, rồi. Chính là do cô Lụa em nói cũng bà, tốt không có nói dạ. Ừ em cũng rất dạ. Tốt cũng rất tốt thì giờ quá, đó, tốt, em mà nói với anh Út vậy nè bây giờ rồi đó, em yêu cầu bên nói chị ra cũng muốn cho vấn đề nó đỡ cho mấy đứa trẻ kia là dâu là con cũng là thương cái giới nữ đó, nha em yêu cầu là vậy nè bây giờ đó, nghe cái clip này Hoàng Xanh xuống giáp mặt rồi bây giờ em yêu cầu là như bà Lụa có chửi em không không có chửi không, nữa rồi không em yêu cầu nói hết đi rồi, chị bà Lụa có chửi em kêu thẳng ngay mặt em Liêm cái đó mày bậy mày nói xấu tao tao không đồng ý em quỳ gối xuống em xin lỗi bà Lụa liền mà từ đây về sau bà Lụa mà bả nghe cái gì trên mạng nha là cái này em lên em đứng em nói thì em chịu trách nhiệm hết còn mà sau này mà nghe trên đồng mạng gì đó
mà như chửi không em là em nắm đầu em quấn gắn chịu. Cái đó là em nói thật sự luôn. Rồi, bây giờ chị nói đây, không chính xác. Không có chính xác. Tôi hỏi chị và chị nói tôi AVBD mà tôi không có. Đúng rồi, giờ chị lần đầu tôi nhắc chị rồi lần sau này tôi không nhận vậy được. Sao thì cái đó là quyền của nó, còn như mình là cái gia phận cái gia đình của mình. Còn như á là nói trắng ra giờ ai Hoàng Xanh kêu lại tại nhà bà Lụa, người này lại nhà bà Lụa là không ai dám lại luôn, nói thẳng luôn không ai dám lại đâu. Thôi tại vậy, vì chửi vậy đó là không ai dám lại. Mà như giờ nó nói với anh Út gì nè, bây giờ anh Út nói với bà mai mốt á, mai mốt con Lụa bà Lụa ấy bà có chửi vợ thằng Liêm thì kêu thẳng ngay mặt nãy chửi luôn. Nói rồi. Anh khuyên hai em nè, dạ, ngày nay là cũng ngày như cuối cùng là đoàn kết. Đúng rồi, không phải ngày cuối cùng, không phải ngày cuối cùng. Hôm nay là cái ngày hôm nay để mình tìm hiểu ra, để mình mở rộng cái vấn đề văn hóa giao tiếp. Thì cũng như có kênh Hoàng Xanh xuống rồi, thì trước khi muốn nghe Hoàng Xanh nói ha, Nút nói thì chính cái miệng mình nói đúng ra rồi. Còn giờ như chị Lụa có nói gì á thì chị Lụa phải suy nghĩ lại. Đúng rồi, mến, suy nghĩ lại, đúng rồi. Chị à, em không có, mà chị nói vậy rồi chị Lụa mà chị chối là chị sợ cái vấn đề chị nó không đúng, chị chối rồi. Mình rồi, đó, rồi em cũng vậy, cũng như anh nói nè mến à, em anh nói với em nói gì sai vậy đó, em có sửa được không? Mà anh không có, em nói chính miệng của em vậy đó thì anh rầy em phải nghe rồi. Rồi đúng rồi. Đó, thì em nói cũng như nãy giờ em nói cũng như chị Lụa thấy em sai cứ kêu em đến rồi góp ý nhau để xây dựng trở thành người tốt. Mình phụ nữ mà cho nó có nét. Nói chung thì cho con xin phép nói một câu chút. Thì nói chung là Hoàng Xanh ý kiến thế này, thì bữa nay có chú Út ở đây là cũng là một người chú anh, cũng có uy tín ở địa phương. Kết nghĩa là hồi nào tới giờ đó, cho nên thì cô Mến ơi, con nói cô nè, cô là con nhận định cô cũng là một người tốt, chứ không phải là không tốt đâu. Nhưng mà do là cô là chất phát thật thà, vì tình thương một người phụ nữ của cô mang, cho nên thì có đôi lời qua tiếng lại thì cô Lụa hiểu lầm cô, rồi cô bức xúc quá cô mới lên tiếng, thành ra nó xảy ra những cái vấn đề cự cãi thôi. Bữa nay có chú Út ở đây thì mình Hoàng Xanh hy vọng là sống diện mình sẽ sống giống như những lời mà chú Út có chia sẻ, tại vì cái cốt lõi cái tình nghĩa cử cao đẹp của mình nó tối sống diện tối lửa tắt đèn có nhau, bà con xa không bằng láng giềng gần đó. Mình phải gần gũi hòa nhã. Bây giờ nếu mà người nào họ không có hòa nhã với mình thì thôi mình im, mình bỏ qua, mình lo cơm mình ăn đó, mình cơm mình ăn, áo mình mặc đó. Nhưng mà cô Mến cũng là người tốt, không, con động viên cô người tốt, tại vì khi mà mình gặp một cái sự việc gì đó mình bất bình thì mình giúp đỡ người ta được, giúp đỡ, nhưng mà mình giúp đỡ xong mà mình bị người ta nói thì mình gán mình nhịn đi, mình nhịn mới là hưởng cái phước, cái phước. Tại vì nếu mà mình trả lời như vậy thì mình mất hết phước. Anh Út người ta kêu mình ít, người ta đi ngang người ta chửi. Cũng như em nói là anh hiểu được cái ý em. Rồi. Cũng như giờ vậy nè, thấy nhỏ kia nó rầy nó chửi nhỏ con dâu đi, thí dụ rầy ở bên này kia thì em nóng vậy thôi, còn con nhỏ kia thì nó có lý khác, con dâu nó hơi nghịch với nó của nó người đó, cái gì đó mới giận rầy kia, mà mình cũng không hiểu được cái sự nóng giận của người ta của gia đình. Mình nghĩ là mình đó, chỉ giúp thôi chứ mình đó, không bàn gì nữa. Rồi thôi bây giờ anh nói với em vậy nè, cái nào mà em giúp được thì giúp. Rồi chị mai mốt em sai thì chị thì giờ mình em dùng cái từ đẹp đi chị Tư, em có sai chị nói em sửa, em có sai chị nói em sửa, rồi chị có sai em góp ý với chị thì cũng sửa. Em bây giờ đồng em nói với anh Út gì nè, bây giờ em yêu cầu là như bà Lụa với em thì như là hai chị em không có hòa hợp với nhau thì cái chuyện của không ai làm thì không ai nói gì tới ai. Thì bây giờ như á, có cái chuyện gì nghe đâu đi đâu có nghe cái chuyện gì vợ thằng Liêm nó nói thì cứ việc chị thẳng nghe vô em. Em bậy em xin lỗi chị liền. Còn mà như không có, em nói Tư ơi bây giờ cái chuyện đó tôi không có, chị kéo cái người đó lại cho tôi. Đó, mà bả phải để cho em nói nha, chứ bả đừng có hùa lên mà bả chửi em là em không đồng ý. Đứa nào cũng không, nóng hết. Không, cái đó là em nói thiệt, em biết nhận xét lắm. Em biết hết chứ không phải là em không biết đâu. Mà như đừng có làm em quá thì em chịu không nổi, thì em phải bức xúc ra là có cái chuyện lớn rồi. Thêm ông Liêm có chuyện lớn nữa. Ông Liêm cũng nói hôm nay đó là tại vì đó là ổng nhìn không? Bây giờ nè, nếu cái chuyện của em mà nó xảy ra đến chồng của em, chồng em nó nóng rồi nó đi quýnh con đúng rồi, nó vô tường tù tội pháp lý không? Nó thành ra lợi qua tiếng lợi, con
con người người ta đó thành ra giải quyết không được, nó sinh ra cái xung đột qua lời nó nói. Qua tới nhà đó. Luôn anh Úc, thành ra giờ em nghe anh nè, bây giờ bữa nay anh đến đây với Hoàng Xanh rồi muốn có tình đoàn kết anh chị em xóm giềng, nếu cái người đó không được nói những cái lời mà chính xác nữa thì em thôi bỏ qua bên đi, không nên nghe nữa. Rồi thì đó, đó mà không góp ý gì nữa thì bây giờ cái đức tính thiện lành mình đã gieo rồi thì mình sẽ hưởng, mình nhận rồi người khác người ta sẽ dòm thấy em trúng sai ta biết. Em nói với anh Úc vậy nè, bây giờ á bà lụa bà nói thêm nó bớt hay hoặc là cái gì thì hậu quả bà là sẽ lãnh, còn như á đừng em bây giờ em không nói gì ai nữa hết, em không rồi, còn bây giờ anh giờ gì em, cái gì em giúp được thì em giúp, giúp không được thì bây giờ bắt tay với anh cái nữa, hứa với anh nè bỏ hết ha, mọi việc bỏ cái hết gì, đừng làm em phiền đến luôn, đến là chỗ Hoàng Xanh nha, mọi việc nghe đi có giờ gì khó khăn thì điện anh Út, em nói với anh Út gì nè, bữa nay là em kêu Hoàng Xanh xuống là giáp mặt một lời đặng cho bả biết là rồi. Đừng có hồi nghi em nữa. Bây giờ thẳng là chửi ngay em thôi. Rồi bữa nay là mình bỏ hết. Cào bằng bỏ hết rồi đó. Bỏ hết luôn. Chú Út đây là giới thiệu chú sao biết chú Út là thế nào, hay là chú là một người đẹp không? Anh Út là người tốt lắm. Tại vì mình ở người Cầu Quan, người thì ở Long Phú mà về đây anh... là anh Út. Chú là anh người, mà chú anh kết nghĩa. Bên gì? Bên hồi đó thì chú bên cũng trong hội nông dân địa phương mà như là anh em ruột vậy đó, tổ hợp tác của ấp nhà trong xã nhà nói chung gì cán bộ ở đây thì người ta cũng quý chú nói trên chú tình thương đó, đúng rồi chứ anh em mình nào tới giờ là nói thiệt là anh em mình nào tới giờ là kết nghĩa là anh em mình với nhau. Rồi mong các em mỗi đứa đều có là bông hoa đẹp hết trơn á. Chú Út con tới đây con thấy chú kiểu như là đi qua nhà cô Lụa, chú cũng nói chuyện rất là nhân văn, rất là xây dựng. Mà cô Lụa thì ai cũng hơi cũng nể hơn ngán. Nhưng mà cô Lụa vẫn nể chú. Và chú qua nhà của cô Mến. Đứa nào sai là tao quýnh đòn đứa đó. Đó vậy đó. Cô Mến cũng yêu mến cũng như là nể trọng chú nữa. Mình nói bằng lẽ phải. Nha. Rồi đi bán đi con đi bán đi. Rồi đó, tới sự quan giờ thì em cũng nói như vậy, giờ em cái gì em cũng không có còn chấp nhất gì hết đâu. Như là chú Hoàng Xanh xuống đây thì bây giờ là em yên tâm rồi đó, là em nhẹ nhõm cho mọi người. Em hồi cũng nãy em thấy quan chú Hoàng Xanh lại là em giờ em muốn kiểu này xong nè. Anh có rầy rồi, anh có rầy. Anh kêu qua liền không? Qua liền luôn, tại vì đám giỗ mới về. Bị hai đứa thật ra là cái giọng nó đâu có phải giọng của Mến đâu. Mà như có, tại vì là em nói thiệt với anh Út nha, cái chuyện mà phải em khui hết như là từ đầu cho tới cuối luôn hen, là nói thiệt là không biết là bao nhiêu trang mà để nói mày. Nói thiệt mà như em á thiệt á, cái này làm như chuyện của Kim Dung quá. Thiệt không biết bao nhiêu trang từ lúc mà cha thằng An này cho tới đời bây giờ không biết bao nhiêu mà để nói, mà như em không bao giờ thì chuyện của ai làm thì người ta làm trong cái phạm vi nào thôi. Rồi chuyện làm người ta làm gì người ta làm, mà em bức xúc chỉ là có vàng có tiền có đầy đủ. Anh nói nè, nói một câu thôi. Dạ. Mình làm người. Đúng rồi. Sống xong giữ được đạo làm người. Đúng rồi. Hai nữa nè ha. Mọi việc gì đó nhẹ nhõm, mình khỏi cần đi chùa. Đó, em cứ nhắm mắt ngủ. Giúp được người kia, giúp người nọ, ai khó khăn là mình giúp được mình mừng nhất, vui nhất. Đó là giúp cho bản thân mình. Đó, mọi việc gì bỏ hết, xấu bỏ hết, đẹp mình đem lên. Xấu bỏ hết. Rồi mọi việc gì nó có khó khăn mấy bay giận rồi tao vô tao cúi đứa quýnh tao rồi rồi tụi bay đừng đánh lộn nhau là được. Nè em hỏi anh nè. Con tiền đi mằng ở đâu? Mà nói với Hoàng Xanh là bây giờ bỏ luôn. Nói với Hoàng không để em nói tiền mằng ở đâu? Mà nói với Hoàng Xanh là tiền đi mằng ở công ty thì nó cũng làm thuê làm mướn làm gì đó thuê, mà như mình á làm thuê đừng có nói láo là như đồng mạng là đi mằng công ty. Giờ tôi đi bán quán hay hoặc là tôi đi làm ở đâu chứ đừng có nói đi làm công ty gửi 3 triệu, lấy thí dụ 3 triệu rồi than thì thôi, là em nói... anh nói em gì nè thôi em bây giờ bỏ chuyện. Đi ha cũng dạ. Tốt nhưng mà cô này thẳng thắn quá đó. Thành ra thẳng bực tàu đau lòng gỗ làm nghề mộc á chú thấy nó tới mình không chịu vậy đâu là ấu là ấu sượt rồi giờ vậy đi rồi trước rồi, thì mới nhiều sức khỏe rồi vậy á nhẹ lòng nhẹ ơi mời mình bốn qua đi chùa có sự đoàn kết với nhau là quý. Hôm nay là cũng đại diện của phía địa phương với tình làng nghĩa xóm rất chân thành cảm ơn cái kênh của Hoàng Xanh và chúc Hoàng Xanh đi giúp cho bà con thiện nguyện càng nhiều hơn và gây nhiều phúc đức rồi các em cũng gắng học theo đó, mà muốn nói cái gì phải
giữ cái đạo đức trước, mình phải giữ chắc, người ta phải trách mình đi. Đó, tiên trị kỳ thân, hậu trị kỳ nhân. Đó, mình không diệt mình được thì không diệt người ta được đâu. Dạ. Mình phải triệt mình. Thì đúng rồi. Mình phải giữ cái đúng mình mới nói được người ta. Mà nói người ta bằng nhẹ nhẹ ốm chứ không phải mình nặng nề. Vậy rồi. Đi. Tại vì em thì có cái tánh em nóng mà em nghe được rồi em cũng vậy nè, anh đâu biết không, em hồi nào tới giờ cũng đó thiệt. Mà ăn nhiều quá thì nó mất ngon. Đúng đúng mà em tức á, em tức mà cái chuyện có thì nó có, không nó không, đừng có nói là về một phía, em không chịu. Tại vì con nghĩ thế này nè chú Út, với cô với tất cả các chú chị với khán giả, là khi mà một cái con người mình đó, là trong cái con người mình sẽ có hai cái tồn tại, một cái ác là một cái thiện, cho nên mình gán cái thiện nào thắng cái ác đi cho nó lắng qua đó, nó đàn áp cái ác. Tại vì lúc nào cái con người nó quýnh lộn, nó giành nhau mà. Với lại khi mà con người mình nó, khi mà bất cứ cái điều diễn gì cũng có cái tình cái lý, khi mà người ta quá hung dữ, người ta quá ngang ngược đi, nhưng mà mình dùng cái sự nhẫn của mình, sự cái trí của mình á, thì chắc chắn mình sẽ cảm hóa được họ thôi, chứ không có ai, cái con người mình không có ai mà cạn tình cạn nghĩa mà máu lạnh đến mức độ đâu, mình cảm hóa được hết. Mình dùng cái, nếu mà mình cảm thấy nó không có, không có được nữa thì thôi mình rời xa đó, chứ mình cũng không có nên mà không có nhất thiết là không, phải là đấu đá chi cho nó mệt mỏi chú Út. Đó, cho nên thì con người chúng ta ai cũng có. Vậy bây giờ để Hoàng Xanh nó về còn xa. Dạ. Đó, mấy không, em bây giờ như hứa với anh là phải giữ đoàn kết. Đó, rồi thì hết. Em một nói chuyện với anh lúc vậy, giờ em thì em không còn nói nữa, mà em yêu cầu có chỉ có nhiêu thôi. Ta không nói gì nữa, em cứ giữ em trở thành người tốt đi. Người tốt rồi, thôi vậy rồi. Chúc cho xóm diện mình là luôn yêu thương nhau. Còn ai nói sai thì người đó mang tội. Mang tội. Thế thôi. Vậy đi. Đó, chúc cô mến nhiều sức khỏe nha. Vừa rồi cô làm từ thiện giúp cho Mộng Cầm, vậy là cô đã có công đức rồi. Tại vì cô có con gái nữa, người con gái mình sẽ gặp may mắn trong đường đời đó, làm ăn buôn bán. Thì sống. Yêu cầu là Mộng Cầm có nghe được cái clip này thì Mộng Cầm về rồi về gặp chú nè, có tính rồi, đúng rồi. Chú có nói rồi, cái clip kia chú nói rồi, Mộng Cầm về đây giải quyết con cái cho xong êm đẹp, có chú sẵn sàng chú hỗ trợ mà xanh xuống nữa. Cho ta không xin luôn, không được gì nữa ta mua luôn, không gì hết, ta mua tại đây luôn. Em tao xin là nuôi đạo đức chứ không phải tao xin để mà với vấn đề này cho thằng An nó vẫn nuôi bình thường, nó hỗ trợ cho nó trên tinh thần. Em là hai mà vận động đúng rồi. Em xin nè, em nói á, rồi bảo chị anh hỏi thằng An coi, em nói bây giờ con không nuôi, con cho thêm con lắm nuôi không, nó thương mà, nó mẹ nó về cho người khác nuôi. Dạ rồi, chú có lên ý kiến rồi, ý kiến rất là hay. Cảm ơn ý kiến của cô luôn. Rồi. Rồi bây giờ thì Hoàng Xanh này cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chú Út, cảm ơn bà con lối xóm. Chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe, và Hoàng Xanh muốn nhắn nhủ là xóm diện ở đâu cũng vậy. Thì mình luôn hòa nhã nhau, tối lửa tắt đèn có nhau, ngay cả địa phương nhà của Hoàng Xanh cũng vậy. Hoàng Xanh rất là muốn hòa nhã với bà con lắm. Nếu mà mình sống không có đúng gì thì bà con cứ góp ý để mình xây dựng, mình sống đời vô thường lắm cô chú chị ơi. Bây giờ thì Hoàng Xanh chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Rồi. Yeah.